Bây giờ chúng ta sẽ vào phần bài số 24, 24 này. Đầu tiên chúng ta sẽ có phần hội thoại. Hội thoại số 1, theo hoa in. Ở đây thì bạn Hiếu chắc là hai ngày hôm nay ở nhà đúng không? Nay vẫn nay mặc dù giặt dẹo vẫn phải đi làm thế. Vâng. Mà Bây giờ nói chung là bị thì vẫn phải đi làm thôi. vâng. Supika, đây là cuộc nói chuyện giữa Supika và Hương nhá. Hương si chú ba si gần sớm chú ba đây si gần sớm nè kêu tê quê. Thế nhưng sao vậy? Hàn Quốc gà nô mu ở điều là vì cái tiếng Hàn ấy thì quá khó, vì tiếng Hàn quá khó nên kêu thế nên kêu tê Hàn Quốc chôm karaoke chú sale. Hàn Quốc là tiếng Hàn, chôm là làm ơn, karaoke chú sale là hãy dạy cho tôi. Vì tiếng Hàn quá khó nên dạy cho tôi một chút. Trial được. 그런데 Hương 씨는 한국어는 어떻게 공부해요? Thế nhưng mà Hương học tiếng Hàn Quốc thế nào vậy ạ? À? 학원에 다녀요? Bạn học ở trung tâm à? 아니에요. 아니요. 저는 영화 보는 것은 좋아해서 vì tôi thích cái việc xem phim ấy. 한국 영화를 보면서 공부해요. Và tôi vừa xem tiếng Hàn, vừa xem phim Hàn vừa học. Supika Shido, bạn Supika cũng 좋아하는 것은 하면서 là vừa làm cái việc mà bạn thích, vừa học. Và Supika cũng vừa thử làm cái việc mà mình thích mà vừa học đi ạ. Vừa học xem theo cách như vậy ạ. Thì bây giờ mời bạn Trang đọc từ đầu đến cuối Trang Hương si chung ma re si can ni op soyo ne nhé. kuren Ít, te weo ít, ít, it oh, ít soyo sớm là hỏi ne học sớm. it soyo ne kuren te weo Hàn Quốc cơ na nở mu Từ audio từ we em sơ ơi, em ơi. hả Hàn Quốc ca chứ không phải là Hàn Quốc cơ na. Hàn Quốc cơ ca nở mu radio we sơ kuren te nen Hàn Quốc cơ chôm ca rư chia chu xe anh kuren te hương si Hàn Quốc cơ đơn ở tóc kê cung bu heo Trang ơi, Trang đọc đến đây xong xuống tận dưới này rồi. theo nhìn kiểu gì nhỉ cho ai ồ kuren te Hương si nên Hàn Quốc cơ rin ở tóc kê cung bu hẻo Hắc quân nè ta điêu anh yêu cho nên dòng hoa bô nên cơ sinh cho ai hệ sơ Hàn Quốc dòng hoa rin bô miên sơ cung bu hẻo chu Sufi ca si tô cho a hà nên cơ sinh hà miên sơ cung bu hẻ bô sêu. Ok. Mời bạn Hiếu đọc từ đầu đến cuối, bạn Hiếu ơi. Hương si chumare shikani itsayo. Ne, kurante, vayo. Hàn Quốc cơ ca nở mu. Oreo waisa. Kurante. Hàn Quốc cơ chôm. Karu chia chuseo. Cho ai yo. Kurante. Hương si nên Hàn Quốc cơ rừng ở tất kê công vụ hẻo. Ốc quân nè tan nhờ yếu anh nhiều cho nên dân hoa bồ nên cơ sân cho hè sơ Hàn Quốc dân hoa rừng
보면 공부해요. 수피카시도 좋아하는 것은 하면서 공부해 보세요. 네, ok. Bây giờ bạn là bạn Hiếu đóng vai là Subika, còn bạn Hương đóng và bạn Trang đóng vai là Hương nhé. Nè. Hương si chumare si can isayo. Nè, couldn't they wayo? Hankuk ka nemu area was a kuran. Kranente Hankuk chom karucha chuseo. Choayo. Kranente hung sin Hankukaran otake kumpuheo. Hak kwane tanyo. Anio, chonen yong hoa bunen kosin choayo. Choayo. Hankuk yong harden bumin so kumpuheo. Sufi Kasito, Choa Hanan Gosun Hamin Sơ Cung Mu He Bo Seo. Ok, bây giờ chúng ta đổi vai một lần nhé. Hương Si Chumare Si Can Isoyo. Nè, Kren Te, Weyo. Han Kuk Ke Ka Na Mu, Oriya Wey Sơ Kuren Te. Hàn Quốc cơ chôm cà rư chia chú xeo. Chua yô. Khư đơn tê hương si nâng Hàn Quốc cơ rừng ở tóc kê cung bù hèo. Hắc quân nê ta điêu yô. Anh yô, chơ nâng dông hoa bồ nâng cơ sân chua hè sơ. Hàn Quốc dông hoa rừng bồ miên sơ cung bù hèo. Sophicacito choa hanen kusun hamien sơ công vụ hè bố xeo. Ok, bây giờ bạn Hiếu đọc, bạn đầu tiên bạn Trang đọc cho tôi lại câu này. Nè, Hàn Quốc cơ ca nở mu audio way sơ khư đơ nâng tê. Audio em ơi. Audio way sơ. So. Audio way sơ. So. Audio way sơ. So. Kuranun te Hankuk ke chom karu chia chuseo. Nè, ok. Ở đây á, Hankuk ga nomu oriwoso. Đến đây ngắt nhịp. Kuranun te Hankuk ke chom karu chia chuseo. Trang ngắt nhịp thành ba đoạn như này giúp thầy giáo này. Nè. Hankuk ke ga nomu oriwoso. Woso kuranun te Hankuk em đọc lại. Đọc lại cho. Hàn Quốc cơ ca nở mu. Hàn Quốc cơ ca nở mu. Audio way sơ. Khư rơ nâng tê. Trang ơi. Audio way sơ. Audio way sơ. Khư rơ nâng tê. Hàn Quốc cơ. Hàn Quốc cơ chôm. Cà rơ chú xeo. Cà rơ chô chú xeo. Karu cho chú xeo. Ok. Rồi, ok. Chúng ta nghe đoạn hội thoại này nhá. Quả. 한국 영화를 보면서 공부해요. Đề hoa 1. 흥 씨, 주말에 시간이 있어요? 네, 그런데 왜요? 한국어가 너무 어려워서 그러는데 한국어 좀 가르쳐 주세요. 좋아요. 그런데 흥 씨는 한국어를 어떻게 공부해요? 학원에 다녀요? 아니요. 저는 영화 보는 것을 좋아해서 한국 영화를 보면서 공부해요. 수피카 씨도 좋아하는 것을 하면서 공부해 보세요.
24과 한국 영화를 보면서 공부해요. 대화 1. 흐엉 씨, 주말에 시간이 있어요? 네, 그런데 왜요? 한국어가 너무 어려워서 그러는데 한국어 좀 가르쳐 주세요. 좋아요. 그런데 흐엉 씨는 한국어를 어떻게 공부해요? 학원에 다녀요? 아니요. 저는 영화 보는 것을 좋아해서 한국 영화를 보면서 공부해요. 수피카 씨도 좋아하는 것을 하면서 공부해 보세요. từ vựng trong phần này là chúng ta học về cái từ vựng liên quan đến chủ đề học tập nhá. Từ vựng số 1 liên quan chủ đề học tập. Đầu tiên là chúng ta có từ shipta. Shipta đây là dễ nhá. Oripta là khó. Kumbuhata là học. Sajan chatta là tra từ điển. Hakuane tanita đây là học ở trung tâm. Tham gia học ở trung tâm này. Yesupara, đây là học trước. Ví dụ hôm nay chúng ta mới học xong bài 2, mới học xong bài số 23 mà chúng ta ở nhà chúng ta đã học trước bài 24 rồi thì đấy là chúng ta là Yesupara. Tiếp theo, Fukupara là ôn tập. Tức là chúng ta học bài 24. Hôm nay chúng ta học bài 24 thì hôm trước chúng ta học bài 23 rồi. Thì ở nhà chúng ta học bài 23 hoặc bài 22 thì đấy là Fukupara. Tiếp theo Internet càng yên thực tà, chúng ta nghe giảng qua Internet thì đúng là cái lớp học của chúng ta đang là Internet càng yên thực tà. Tiếp theo là CD yên thực tà, là nghe CD. Và Tarahara là đọc theo. Thì ở trong cái phương pháp học tập này ấy, thì chúng ta lưu ý là chúng ta có mấy cái phương pháp rất là hiệu quả đấy ạ. Ở đây chúng ta có phương pháp thứ nhất là Yesupara. Yesupara và Tarahara. Và các bạn có ai học theo kiểu như thế này không ạ? Có. Rồi các bạn nên học cái kiểu như này thì chúng ta học nó mới dễ. Thì chúng ta thấy ship tà được nhá. Nó là như thế thôi. Đây ạ. Có Jesus Hara thì hôm sau chúng ta đi học mới. Mới là gì ạ? Mới dễ được. Có Jesus Hara mà chúng ta có Tara Hara thì chúng ta lại nói được nhanh. Các bạn hiểu chưa? Ngay như đoạn hội thoại ấy, mà chúng ta muốn học nhanh mà chúng ta càng muốn nói giống người ta thì chúng ta chỉ có cách là nghe người ta nói, nghe được câu nào chúng ta mồm chúng ta nhẩm theo câu đó luôn thì chúng ta học rất nhanh. Và đây là một số phương pháp học tập và tôi thấy nó hiệu quả, nó thực sự là hiệu quả ấy. Đặc biệt là vấn đề học ngoại ngữ nha. Nào bây giờ mời bạn Trang đọc một lượt 10 từ vựng này xong sau đó mời bạn Hiếu. Xin mời Trang trước nhé. 네. 쉽다, 어렵다, 공부하다, 사전을 찾다, 학원에 다니다, 예습하다, 복습하다, 인터넷 강의를 듣다, 시리를 듣다, 따라하다. Thì ở đây thầy giáo chú ý Trang đọc mấy cái này nhé. 예습하다, 네. 그 chữ bò với chữ hờ thì đọc chữ sau là pa nhé. 네, 예습하다. Yesupara và Buksupara. Đấy. Tiếp theo là cái chữ căng uy, không phải căng uy đâu mà gọi là căng y nhé. Căng y. Internet căng y rơ tức tả. Ok. Mời bạn Hiếu ạ. Shita, Ripta, Kumpuhata, Sachanun Chata, Hakone, 타니타
습하다 복습하다 인터넷 강의는 듣다 지리는 듣다 따라하다 따라하다 Ok. Bây giờ chúng ta sẽ chia đôi câu luôn ạ. Chíp tà sẽ thành gì ạ các bạn? Suy quêu. Suy quêu. Suy quêu. Suy quêu. Ok. Suy quêu. Tiếp theo. Khó. Ơ-ri-ơ quêu. Ơ-ri-ơ quêu. Đúng rồi. Các bạn đừng đọc thành Euro nhé, mà là Euro. Tiếp theo, học. Công bu hè yo. Công bu hè yo. Tìm từ điển. Tra từ điển. Sa chơ nâng. Cha. Cha chá yo. Cha chá yo. Cha chá yo. Đúng rồi, cha chá yo. Tiếp theo, học ở trung tâm. Học vấn đề ta nhiều yếu. Ta nhiều yếu. Nào tiếp theo học trước. Yesup. Thế giúp heo. Yesup heo. Tiếp theo là chúng ta có luyện tập. Búp súp heo. Búp súp heo. Tiếp theo. Internet kháng ý đơn thực tà thành gì? Internet kháng ý đơn từ đi từ đi từ đâu yo từ đâu yo đúng rồi internet kháng ý đơn từ đâu yo tiếp theo nghe CD CD đơn từ đâu yo CD đơn từ đâu yo tiếp theo đọc theo Tara heo Tara heo Ok. Và chúng ta sử dụng cái ngữ pháp đó là ư miên sơ bằng cách là như thế này ạ. Động từ có phụ âm đáy sẽ đi với ư miên sơ và không có phụ âm đáy sẽ đi với miên sơ thôi. Động từ tức là đồng thời cùng lúc làm hai hành động V1 và V2. Chúng ta có thể dịch là vừa làm cái gì đó. Nha. Các bạn hiểu chưa? Ví dụ như là vừa học vừa nói thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Học là gì ạ? Công bu hà đà đúng không? Công bu hà đà. Thế nói là gì ạ? Ba đà đà. Và hà đà. Đấy. Thì vừa học vừa nói chúng ta sẽ làm thành câu như thế nào? Kumbu ha miên sơ nó man heo kumbu ha miên sơ man heo đúng không? Thế bây giờ như là bạn Hiếu thử làm câu là vừa ở nhà vừa ngủ đấy. Hay là vừa học vừa ngủ vừa học vừa ngủ vâng vừa học kumbu ha miên sơ đúng rồi. Thế, vừa xem điện thoại này, vừa nghe nhạc. Handphone bo ha bo miên sơ nhạc là ưng mắt à đó ưng mắt ưng mắt hơn ưng mắt hơn từ rồi từ rồi ô thì Trang làm câu là Trang làm câu ví dụ như là vừa xem tivi vừa học televisor miên sơ Bô, bô, bô. Thế nên bây giờ bô miên sơ.
텔레비전 보면서 공부해요. 아, bạn Hiếu làm câu là vừa ăn vừa đi chợ vừa bây giờ mọi người nghĩ ra câu đi. Tôi nghĩ mà. Ví dụ vừa học vừa chơi game. Vừa học vừa chơi game. Công phu ha miên sơ ghê ghê mử ghê mử đúng game hay không game hay không à. Thế à, nếu muốn học giỏi tiếng Hàn thì vừa học vừa nói. Nếu muốn nếu còn vừa muốn đây nhá, muốn nhá, giỏi tiếng Hàn đúng không, giỏi tiếng Hàn đó là một cụm, đó là Hàn Quốc chào hát à, đây là giỏi tiếng Hàn. Nghe. Động từ đi với cô, ship tà. Cái này chúng ta học rồi đúng không? Muốn. Động từ đi cô ship tà đây là muốn đúng không? Động từ đi với ư miên. Động tính từ đi với ư miên đây là nếu. Thế bây giờ chúng ta có làm được là nếu muốn giỏi tiếng Hàn này chúng ta làm như nào? Ôi dồi. Nếu muốn giỏi tiếng Hàn, Hàn Quốc thơ chan ha cô chi nếu muốn tự nhiên các bạn làm được cái này là các bạn sẽ gọi là đã gọi như kiểu là gọi là đã thông kinh mạch ấy. Nó sẽ không bị mắc trong tiếng Hàn nữa. Nếu muốn học ở tiếng Hàn muốn nếu muốn giỏi tiếng Hàn thì phải học. Ví dụ chúng ta phải học chăm chỉ và nói nhiều chẳng hạn. Hoặc là vừa phải học. Đó. Vừa phải học trước, vừa phải đọc theo. Đấy. Vừa học trước, vừa đọc theo. Hoặc là vừa nghe CD vừa đọc theo.
Các bạn không làm được à? Em làm thử xem có được không nhé thầy. Vâng, cứ làm đi. Hankuk chan ha ko sipmyeon. Ok. Sidirun tu myeon sa. Tu tara. Tu ru myeon sa. Tu ru myeon sa tara. Hell. Ok. Tu ru myeon sa tara hello. Tara hello. Chắc có làm được như vậy không Trang? Em thử nhá. Hàn Quốc chan hê cô ship. Em vừa chan ha, cả cụm này ấy, nó chính là cái động từ này. Động từ thay vào đây này. Chan ha. Đúng chưa? Chan ha cái thêm vào đây là cô luôn. Chan ha. Ha cô đúng không? Ship. Bỏ cho ta đi thì cái phần muốn này, muốn giỏi tiếng Hàn này ấy, thì cho vào cái phần này. Đấy. Ship thì có cụm đấy thì đi với ư miên. Thế thôi. Tức là ngữ pháp nó cứ lồng vào với nhau ấy. Này. Ví dụ như này nhá. Hàn Quốc cơ chào ha cô ship phu nhân. Thế nên chúng ta cứ nói cái câu này nó quen mồm thì ví dụ Hàn Quốc cơ chào ha cô ship phu nhân. Chỉ cần chúng ta nói quen mồm câu đấy thôi thì chúng ta đã đang ứng dụng mấy ngữ pháp vào trong một câu rồi. Được chưa? Này. Đấy, lần sau chúng ta cứ muốn, nếu chúng ta muốn cái gì đó, chúng ta chỉ thay cái phần trên này là xong. Nếu muốn đi Hàn Quốc chẳng hạn, là Hanguke, Kago, thế là tôi muốn đi Hàn, nếu bạn muốn đi Hàn Quốc. Được chưa? Thế các bạn chú ý như vậy nhé. Ngữ pháp là chúng ta là như thế rồi. Cứ lồng vào với nhau là chúng ta sử dụng được rất nhiều. Ở đây ạ, câu số 1, phần ví dụ này ạ, mời bạn Trang đọc câu số 1 nè, bạn Hiếu câu số 2 chuẩn bị nhé. Tuan xinen ilin ha miên sơ ha quân nê ơ ta điêu. Anh Tuấn ơ, em có đọc dưới không? Không, bạn Hiếu đọc bên dưới ạ. Nê. Hiếu đọc bên dưới ạ. Chàng. À vâng. Nè, tôi cần hạ cổ. Học khuôn nè cài. Cái gì ạ? Em đọc xong rồi. Ừ. Nhưng mà bạn Hiếu, cái câu số 2 nghĩa trả lời là gì nhỉ? Nghĩa. Tôi cần hạ cổ. Tuy gần hà gô, hà quân ê khai ô. Câu trên là người ta hỏi Tuấn là vừa làm việc, vừa học ở trung tâm mà. Tuấn trả lời vâng. Thuê gần là kết thúc công việc, thuê gần hà đà là kết thúc công việc. Kết thúc công việc rồi tôi đến, rồi tôi đến trung tâm. Kết thúc công việc rồi tôi đến trung tâm. Thuê gần là kết thúc. Thế cứ là kết thúc công việc tan tầm ấy, tan làm thì tôi đi học đấy, còn chun cưng là đi làm. Tiếp theo câu số 2, mời bạn Hiếu đọc câu hỏi và bạn Trang đọc câu trả lời của ai dịch của người đấy nhé. Intikasi oce chenyeokke mua hết rồi. Mua hết rồi. Bữa tối hôm qua đã làm món gì? Trời ơi. Em ơi. Ở trên. À đâu. Tối hôm qua đã làm gì? Tối hôm qua bạn làm gì? Chứ ai bảo tối hôm qua bạn làm món gì đâu. Tối hôm qua đã làm gì? Hiếu được nhầm nhá. Chôn nước cư. Chôn nước. Chôn nước cư. Đi với mập là mới là ăn tối. Được chưa?
Rồi. Còn chôn nhất ghê, đây là vào buổi tối. Ê đây là vào lúc. Dạ. Vào buổi tối hôm qua ấy. Nếu kể cả chân ơ chê chôn nhất ghê, mua mơ gơ xôi ố, thì vẫn là buổi tối hôm qua bạn đã ăn cái gì? Được chưa? Ok, mời Trang. Cô gọi rồi. Chuyên gô hào cô pháp bưng mặc cư miên sơ ai y giá kỳ hát sở yếu. Nà, em ơi, giá kỳ hát sở yếu. Giá kỳ hát sở yếu. Đúng rồi, em hát sở yếu. Cái này là vừa ăn cơm với bạn, vừa nói chuyện. Ok. Câu số 3, một Trang đọc câu hỏi và dịch câu hỏi và bạn Hiếu đọc và dịch câu trả lời. Hàn Quốc cơ man ha ka ki ka ơ rìa quê quê ơ là tiếng Hàn Quốc khó, hơi khó, khó. Không, đây không phải chỉ là tiếng Hàn Quốc, đây là nói. Cái việc nói trong tiếng Hàn Quốc ấy, thì khó. Tức là đi học tiếng Hàn để nói ra. Thì bạn hiểu, xin mời. 그러면 CD를 들으면서 따라해 보세요. Vậy thì sau vậy thì hãy vậy thì vừa nghe CD vừa đọc theo. Đúng rồi. Nhưng mà nếu đọc lại cái dòng tiếng Hàn này. 그러면 CD를 들으면서 따라해 보세요. 아, 오케이. 그러면 시리은 들으면서 따라해 보세요. Để chúng ta cải thiện cái việc nói trong tiếng Hàn ấy, là chúng ta nói chuẩn hơn và nói nhanh hơn ấy, thì chúng ta có việc đó là vừa nghe CD và chúng ta đọc theo. Cái này là cái mà chúng ta nên học vậy, chứ không phải nó chỉ là bài học thôi. Cái chương trình này là chương trình giáo dục cho người lao động Việt Nam đi vào Hàn Quốc để làm việc. Cho nên phương pháp học này là dành cho các bạn đấy. Nha. Chúng ta không phải có nhiều thời gian như các bạn ngồi trên ghế nhà trường học 3 năm, 4 năm. Đây là chúng ta học để sống. Cho nên chúng ta học phải một cách nhanh nhất. Và nói đặt lên đầu tiên. Chúng ta có nói được thì chúng ta nhớ được. Đây, tiếp theo chúng ta có phần luyện tập. Bây giờ chúng ta mỗi người làm một câu ạ. Chúng ta sử dụng cái phần cookie bên dưới này chúng ta cho vào câu. Đầu tiên là bức hình số 1 chắc chắn là dê sức rồi. Bức hình số 1 là dê sức. Bức hình số 2 là học ở trung tâm, đúng không? Bức hình số 3 là nghe giảng qua internet. Và bức hình số 4 là học bài trước. Thế bây giờ chúng ta làm câu với những cái từ mà có sẵn như này ạ. Mời bạn Hiếu làm câu 1 nhé. Hương xinun main main dê sức heo. Đúng rồi, main dê sức heo. Đúng rồi, dê sức heo. Và câu số 2, mời bạn Trang. 또한 씨는 학원의 딸이요. 딸이요. 학원의 딸이요. Đây không có câu nào câu hỏi cả Trang nhé. À, đây, vâng, đây. Thành hiệu, đúng rồi. À, mời bạn Hiếu câu số 3. Nhan xin internet kháng yên từ rồi. Ờ, kháng yên từ rồi. Rồi, ok. Mời Trang với Trang số 4. Hương xin nên mê in bốc sức pheo. Main book sức heo, ok. À, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái này, sử dụng ư miên dơ để chúng ta làm
hoàn thành đoạn hội thoại này. Bạn Trang sẽ làm câu số 1 nhé, bạn Hiếu bạn Hiếu hỏi và bạn Trang trả lời câu số 1 nhé. Sau đó bạn Trang hỏi câu 2 và bạn Hiếu trả lời câu ở câu số 2 nhé. Hỏi luôn chưa? Sao bạn Hiếu hỏi bạn Trang câu số 1 đi bạn Hiếu ơi. Monica xin ở tất cả không vui hẻo. 저는 모르는 따르는 찾어 사 사전은 찾 찾으면서 공부해요. Chat không phải chat rư. Cha miên sơ cùng mua hèo. Cha chư miên sơ. Cha chư miên sơ. Cha chư miên sơ. Cho nên mô đương nhân thả nơ. Đây là từ vựng. Thả nơ đây là từ vựng nhá. Từ vựng mà không biết. Tôi ấy, thì những từ vựng nào không biết ấy, thì vừa tìm vừa học. Được chưa? Tiếp theo bạn Trang sẽ hỏi bạn Hiếu ở câu số 2. 하루 씨는 참 발음이 좋네요. 어떻게 느렸음 해요? 에이, 그 đọc kiểu gì đấy? 하루 씨는 참 발음이 좋네요. 어떻게 연습해요? Parusinan cham parin cham parmi choneo otoke yun sup heo chonan mayin sidirin turu vinser tara heo. Ok nhớ. Trên thử luyện biên sơ, ta đã hiểu. Ok. Tiếp theo chúng ta sang đoạn hội thoại số 2. Đoạn hội thoại số 2 chúng ta có cái chương trình về đào tạo. Nhá. Lý Han, Tuấn Chi, ở đi cắt tàu ai hô? Cắt tàu ai hô? Cắt tàu à? Đó là đã đi đâu rồi về. Nhá. 자동차 정비 교육은 받고 왔어요. Tôi đi làm gì ạ? Nhận cái chương trình đào tạo về sửa chữa ô tô. Nên đã về rồi. 나중에 고향에 돌아가서 일 구할 때 도움이 될 것 같아서요. Là vì sau này, vì nhá. Sau này 고향에 돌아가서 sau này đi về quê ấy, thì nó sẽ giúp cho cái việc là khi mà tìm việc ấy, thì nó sẽ có nhiều cái thuận lợi. Đấy, sau này tôi trở về quê tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi trong việc tìm kiếm việc làm, để vì là đi học cái sửa chữa ô tô này. 저도 그 수업은 듣고 싶은데 tôi cũng muốn tham gia cái khóa học đó. 그 수업은 어때요? Khóa học đó thì bạn thấy như thế nào? 지금 하는 일과 비슷해서 vì nó tương đồng, nó gần giống với cái công việc hàng ngày mà chúng ta làm bây giờ. Đây, 지금 là bây giờ này, 하는 일 là cái công việc đang làm, qua là và, 비슷해서, 비슷 là tương đồng, 비슷하다 là tương đồng, là tương đồng nhé. 이해하기가 쉬워요. 이해하기, 이해하다 là hiểu. 이해하기 쉬워요. Đây là dễ hiểu. À, 그래요. Vậy à. 어떻게 신청해요? Tôi đăng ký như thế nào? Hoặc làm thế nào để đăng ký được ạ?
홈페이지에서 신청하면 돼요. bạn có thể đăng ký trên trang chủ homepage là trang chủ. Chúng ta còn nhớ cái bài mà internet là đi mua sắm qua internet không ạ? Homepage chính là trang chủ đấy ạ. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ nghe nghe cả bài này luôn. 대화 2. 투안 씨, 어디 갔다 와요? 자동차 정비 교육을 받고 왔어요. 나중에 고향에 돌아가서 일을 구할 때 도움이 될 것 같아서요. 저도 그 수업을 듣고 싶은데 그 수업은 어때요? 지금 하는 일과 비슷해서 이해하기 쉬워요. 아, 그래요? 어떻게 신청해요? 홈페이지에서 신청하면 돼요. Mời các bạn nghe lại nhé. 대화 2. 투안 씨, 어디 갔다 와요? 자동차 정비 교육을 받고 왔어요. 나중에 고향에 돌아가서 일을 구할 때 도움이 될 것 같아서요. 저도 그 수업을 듣고 싶은데 그 수업은 어때요? 지금 하는 일과 비슷해서 이해하기 쉬워요. 아, 그래요? 어떻게 신청해요? 홈페이지에서 신청하면 돼요. 두안 씨 어디 갔다 와요? 자동차 정비 교육은 받고 왔어요. 나중에 고향에 돌아가서 일은 고한 때 도움이 될 것 같아서요. 저도 그 수업은 듣고 싶은데 그 수업은 어때요? 지금 하는 인과 비슷해서 이해하기 쉬워요. 아, 그래요? 어떻게 신청해요? 홈페이지에서 신청하면 돼요. 신청하면 돼요. 오케이. 아마 안 해요? 두안 씨 어디 갔다 와요? 자동차 정비 자동차 정비 교육은 받고 왔어요. 나중에 고향에 돌아가서 이런 구한테 도움이 될 것 같았어요. 저도 그 수업 저도 그 수업은 듣고 싶은데 그 수업은 어때요? 지금 하는 인과 비슷해서 이해하기 쉬워요. 아, 그래요? 어떻게 신청해요? 홈페이지에서 신청하면 돼요. 네, bây giờ bạn Trang sẽ đóng vai là Ly Han và bạn Hiếu sẽ đóng vai là Tuấn. Chúng ta sẽ làm nhanh một lượt thế này. 네, 두안 씨 어디 갔다 와요?
자동차 정비 교육은 받고 왔어요. 나중에 고향에 돌아가서 이런 주한테 도움이 될 것 같았어요. 저도 그 수업은 듣고 싶은데 그 수업은 어때요? 지금 하는 인과 비슷해서 인해하기 쉬워요. 아, 그래요? 어떻게 신청해요? 홈페이지에서 신청하면 돼요. OK. Đây là phần cái này. Chương trình đào tạo là như vậy. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một số chương trình đào tạo khác. Trong ngày chúng ta có một số cái từ vựng đó là iru kuwata. Đây là tìm việc làm. Sau này chúng ta đi Hàn Quốc về, chúng ta thứ nhất là chúng ta phải trang bị cái kinh nghiệm của mình. Tomi tuida là được giúp đỡ cho cái gì đó. Fisutada là giống hoặc là tương đồng. Ihata là hiểu. Thỉnh thoảng thầy giáo cũng có thể hỏi là Iheheo. Bạn có hiểu không nhé? Iheheo. Ihehe. Nhé. Thế là hiểu. Có hiểu không? Nói một thôi một hồi xong. Ihe. Án tiêu. Thôi. Đây phần kêu giúp cho phần đào tạo. Thì ở bên Hàn Quốc ấy, thì có một số cái chương trình đào tạo dành cho lao động người nước ngoài. Và đó là những chương trình đào tạo như thế nào. Thì đầu tiên cái chương trình đào tạo, bất kỳ chương trình đào tạo nào thì người ta cũng có cái khóa trông, đó là khóa học. Các khóa học gồm những cái gì? Ví dụ như khóa học về Hàn Quốc cơ, kiêu dục, khóa trông, chô cướp, trung quốc, khô cướp. Là khóa học về đào tạo tiếng Hàn thì có sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Nhá. Khóa học về computer cũng thế, và khóa học về taekwondo cũng thế. Đấy là khóa trông, là khóa học. Suop là buổi học. Nhá. Buổi học đó chính là suop. Khóa mốc là môn học. Ví dụ như là học tiếng Hàn thì chúng ta phải học những môn gì? Học máy tính chúng ta phải học những môn gì? Đúng không? Incheon đây là lịch học, và học là chúng ta có thể hiểu là lịch học, lịch trình nhé. Mình học từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu nhé. Tiếp theo, ki quan là cơ quan. Ở đây chúng ta nhìn thấy cái tên ở trên này này là Wegukin Kloja Center. Center là trung tâm, Kloja là người lao động và Wegukin là nước ngoài. Đấy, trung tâm nhân lực nước ngoài. Thì ở cái trung tâm nhân lực nước ngoài này là cái trung tâm hỗ trợ người nước ngoài đấy. Thì cứ vào thứ bảy hoặc chủ nhật ấy thì nó có các chương trình đào tạo. Ở đây thì đa phần các chương trình là miễn phí các bạn nhé. Tiếp theo là Kyushin. Kyushin đây là phòng học. Phòng học thì chúng ta biết rồi. Chắc cái chưng đây là cái thẻ tham gia nhé. Ví dụ như là Unchon Miên Hơ Chưng, đây là bằng lái xe. Chắc cái chưng. Tiếp theo chúng ta có khe cang là khai giảng nhé. Đó chính là cái ngày bắt đầu ấy. Và thông cang là bế giảng, thì đây là ngày si chắc và ngày cứt. Si chắc là bắt đầu và cứt là kết thúc. Đấy, các bạn hiểu chưa? Bây giờ mỗi người đọc cho tôi một lượt những từ vựng này nhé. Và Trang đọc từ đầu đến cuối. Trang kêu giúp trong qua trong su ốc khoa mốc in trong kỳ quan kêu xin cha giấc chừng kê càng trung ca cha kiếp chừng kê càng trung càng. OK, mời bạn Hiếu ạ. Giáo dục quan trọng, khoa trọng, suốt
khoa mục Incheon, Kikwan, Kyoshin, Jakyeokjung, Gyechang, Chungchang. Cái gì đây? Gyechang. Chungchang. Gyechang. Gyechang, Chungchang. Lấy đâu là Gyechang, Chungchang. Chungchang. Nhầm. Ok. À, và ngữ pháp ở đây chúng ta có động từ đi với ki shita hoặc là ki odepta. Cái này cộng với đuôi câu đằng sau ạ. Hoặc là cộng với các từ nối. Ở đây động từ hành động, cho nên là chúng ta là hình, chúng ta sẽ dịch là thực hiện cái việc này dễ hay là khó. Ví dụ như việc ăn cơm thì các bạn thấy dễ hay là khó? Dễ ạ. Dễ đúng không? Động từ chỉ việc bỏ chữ tà đi thôi ạ. Không quan trọng có cụm đấy hay không. Ví dụ ăn cơm ấy thì là phabul mộc tà đúng không? Phabul mộc tà. Thì phabul mộc tà này chỉ việc bỏ chữ tà đi thì là phabul mộc ki shi wai o. Shi wai o. Được chưa? Shi wai o. Đấy. Cái việc mà đi Hàn Quốc ạ. Hàn Quốc kê ca tà. Cái việc đi Hàn Quốc thì khó thì chúng ta nói như nào? Ariyawayo. Cả câu ạ, bạn phải nhớ nói lại từ đầu ạ. Hàn Quốc kê ca kì. Ariyawayo. Nè, ok. Hàn Quốc kê ca kì. Ariyawayo. Thế bây giờ các bạn ngoài cái việc đó ra thì bây giờ chúng ta hãy thử làm cho tôi, ví dụ như bạn, mỗi một bạn làm cho tôi một câu là làm cái việc gì đó thì dễ và làm việc gì đó thì khó, được không ạ? Các bạn thấy việc gì là dễ, việc gì là khó, chúng ta lấy ví dụ luôn. Trang thấy việc gì là dễ hay Trang? Dễ à? Ừ. Ngủ có dễ không? Có. Ăn dễ rồi, ngủ dễ. Đi chơi dễ. Đi xe máy dễ. Và ví dụ như tôi bơi khó. Đây. Ví dụ như là bạn Hiếu thấy việc lái ô tô có dễ không? Lái ô tô khó. Khó, lấy ví dụ luôn. Lái ô tô thì khó. Lái ô tô. Lái ô tô là gì? Hiếu còn nhớ không? Un chân. Un chân ha ta. Un chân ha ta. Thì bỏ ta đi, un chân ha ki. Un chân ha ki. Un chân ha ki. Ơ ri ô yô. Im chân hai kỳ audio video. Audio video thế là khó. Thế bạn Trang thì ví dụ như là làm kim bạc, bạn Trang có biết làm không? Không. Không. Thế bạn Trang làm kim bạc thì khó. Kim bạc. Làm man la ta. Man tinh. Man tinh. Man tinh ki earlier well. Đúng rồi, thế. Thế thôi. Tiếp theo gặp bạn trai thì dễ. Tạm trai kinh cu, bạn là ki chua yếu. Đúng không? Nào đây chúng ta xem ví dụ này. Bạn Trang sẽ đọc và dịch cho tôi luôn cả hai câu của ví dụ số 1. Bạn Hiếu đọc và dịch luôn cho tôi hai câu của ví dụ số 2 nhé. Tuan Si, yocum computer su open tịch cô. Ít chiếu, ơ đều. Ơ đều, câu hỏi. Ơ đều.
Anh Tuấn, dạo này lớp học máy tính, buổi học máy tính, buổi học máy cái gì có cái câu này có nghĩa buổi là học anh Tuấn dạo này anh đang học anh đang học lớp máy tính trên... phải không? Tức cô ý chú đang nghe giảng, đang nghe cái buổi học máy tính phải không? Đúng không? Thì chúng ta này. Tiếng Việt thì chúng ta sẽ dịch là anh Tuấn dạo này đang học lớp máy tính phải không? Đó. Ok, anh thấy như thế nào? Đúng không? Peo ki suýt cô chemi ít soil là việc học ít soil để ít soil việc học dễ và thú vị ạ. Đúng rồi, học thì dễ và thú vị, đúng không? Chính xác. Mời bạn Hiếu, cô Hoa. Rồi nè, Kathy, Kathy, học cúc cơ, học quân nè, thani lê yo, à thani lê yo. Thôi rồi nên 일은 해야 돼서 학원에 다니기 어려워요. Thứ bảy thì cùng nhau học tiếng à cùng nhau học tiếng Hàn ở trung tâm. Nếu này là cùng là rủ nhau hoặc là chúng ta đưa ra câu như là muốn, bạn có muốn nhá, bạn có muốn cuối tuần này cùng nhau, bạn có muốn thứ bảy tuần này cùng nhau học tiếng Hàn ở trung tâm không? Tiếng Hàn ở trung tâm không? Ừ. Thì bạn này bạn trả lời bảo như nào? Thì có công việc nên việc đến trung tâm là khó. Đúng rồi, nhưng mà đây là không phải có công việc mà là đây tôi phải làm việc. Phải làm việc. Vì tôi phải làm việc nên cái việc đi học ở trung tâm này khó. Ok. Các bạn muốn nói được nhiều chúng ta cứ học thuộc cái câu này này nhá, học thuộc các câu này. Tức là đây cái câu mà bạn Hiếu vừa đọc đây nó chính là câu để cho chúng ta từ chối đấy. Các bạn hiểu chưa? Chứ không phải là chỉ là một câu để chúng ta nói đâu ạ. Câu này này. Đây chính là câu từ chối đấy. Bạn câu trên bạn rủ câu dưới này. Vì cái gì đó nên tôi không đi được. Thực tế mình không phải là không đi được, không bảo không đi được, nhưng bảo là cái việc đi học ở trung tâm thì khó đấy. Yeah. Ok, chúng ta có một số bài tập bên dưới này. Chúng ta lấy cái phần cookie bên dưới chúng ta cho vào câu nhé. Câu số 1 ạ. 어떻게 오셨어요? Ai làm câu số 1 ạ? Bạn Hiếu làm câu số 1 ạ. 어떻게 오셨어요? Hàn Quốc. Bạn Trang dịch cho tôi hai câu này là gì ạ? Ok. Ok là như thế nào? Như thế nào ạ? Bao giờ? Nhiều khi chúng ta dịch câu này tức là như này, bạn đến đây như thế nào? Nhưng chúng ta có thể hiểu là cũng có thể dịch là bạn đến đây làm gì? À, đến đây. Bạn đến đây làm gì? Thì là 한국어 수업을 듣고 싶어요 là tôi muốn nghe cái lớp học tiếng Hàn, tức là tôi muốn nghe tiếng Hàn mà. Tôi muốn nghe cái buổi học tiếng Hàn, tức là tôi muốn học tiếng Hàn. Yeah. Này, muốn nghe. Câu thứ hai này.
trả lời 한국어 컴퓨터 태권도 반, ban đây là lớp nhá. Có những lớp là taekwondo, lớp máy tính, lớp tiếng Hàn, isoyo. Thì ở trên này chúng ta phải cho cái từ gì vào ạ? Khoa trường. Khoa trường. Khoa trường. Ok, khoa trường. Câu số 3 chúng ta cho cái gì vào? Đây là xin chát đúng không ạ? Xin chát đó chính là đầu. Kế càng khai giảng. Kế càng. On chế kế càng héo. Khi nào khai giảng? Tam chú vừa rồi đấy, xin chắc hiểu. Thứ hai tuần sau bắt đầu. Tam chú là tuần sau. Vừa rồi là thứ hai và tuần và thứ hai tuần sau. Xin chắc hiểu, xin chắc là bắt đầu. Và tuần hạn vào thứ hai tuần sau thì bắt đầu. Còn tiếp theo câu số 4. Bạn Hiếu sẽ làm câu số 4, bạn Trang làm câu số 5 nhé. Ơn chế kết này ô. Ơn chế kinh này ô. Cái kinh thờ bên dưới nó đọc thành chữ N nhé bạn nhé. Ơn chế kinh này ô. Ơn chế kinh này ô. Chứ không phải kinh này ô. Trong khả năng sa quân sa si pin yêu trong gang đúng không? Trong gang ngân trong gang ngân sao quân sam si pin yêu ngày bế giảng là ngày 30/4. Rồi mời Trang cái cuối cùng ạ. Kyo xin siêu kyo si sun ở tie isoyo se chunge isoyo sam chung em ơi, sam chung. Sam chung. Ê, lớp học có ở đâu? Đúng rồi. Và có ở tầng 3. Ok. Đây, câu này. Phần số 2 này, chúng ta đọc cái đoạn hội thoại và chúng ta chọn câu trả lời đúng ạ. Bạn Trang sẽ làm câu số 1 và bạn Hiếu làm câu số 2 nhé. Nhưng chúng ta phải dịch cả hai câu nhé. Dịch cả hai cái đáp án này nhé. Đã bạn Trang làm câu số 1 chưa? Rồi. Em đọc và dịch bên trên đi. Không cho câu trả lời đúng không? Em chọn câu trả lời nào đúng thì Trang nhỉ? Câu 2. Câu 2 à? Bây giờ em đọc và dịch cả hai câu nhé. Cho hà cô cả chi cho nhắc e computer học quân nê ta nêu nêu. Ta nín nèo, ta nín nèo. Ta nín nèo. Chờ nước ê nâng, y rừng hà ra tuê sơ. Hè ya tuê sơ. Hè ya tuê sơ. Hàng quân nê, ta nì kì, ơ rìa quê quê yô. Ơ rìa quê yô. Câu đầu tiên, câu hỏi là đi với tôi đến trung tâm học máy tính vào buổi tối được không?
Ok, đến cùng với tôi đúng không ạ? Vào buổi tối đi học cái gì ạ? Trung tâm máy trung tính. tâm à, Trung tâm đào tạo về máy tính ấy. Trả không lời như cô nào cứ nhỉ? là vì buổi tối cô có việc lên đi đến trung tâm khó. Đúng rồi, ok. Vì buổi tối nên vì buổi tối có việc phải làm việc, nói chung là phải làm việc Phải làm chứ việc. không phải là có việc đâu. Đây là làm việc nhé, in hata làm việc, in he ya tuy sơ là vì phải làm việc vào buổi tối nên không nên cái việc học ở trung tâm hơi khó, nó giống như câu bên trên đúng không? À, tiếp theo câu số 2 mời bạn Hiếu ạ. À. Hàn Quốc cơ không buồn hạ gọi xin phân tê ở tên chắc khi cho ai đó y chắc cần bố xe ô y chắc cần chè mi ít sơ sơ công bố hạ kỳ siêu ai đó. Đó, như nào, dịch như nào? Việc học tiếng Hàn Câu hỏi không nhá. phải mà Đây là tôi muốn học tiếng Hàn. tôi muốn học tiếng Hàn này Oton thì Cheki Choayo, cái sách nào tốt? cách nào thì tốt. Đúng rồi, tôi muốn học tiếng Hàn nhưng sách nào tốt? Đây đang nhờ bạn khác tư vấn này. Y Check Hãy Poseo. xem quyển Y sách này, Check. Hãy xem quyển sách này. Gì ạ? À? Đây nó đang giới vừa thiệu sách, cái này là quyển sách này thì vừa thú vị lại vừa học dễ. đúng rồi, chứ lại còn cho quyển sách thú vị nhưng lại học khó thì nói thì giới thiệu làm gì. Ok thế nhá, chúng ta thứ nhất là đọc nhanh là một, thứ hai đọc đúng là hai, và đọc đến đâu chúng ta hiểu nghĩa đến đấy chứ không cần phải dịch, thì chúng ta sẽ sau này chúng ta sẽ đọc lướt được. Chứ bây giờ chúng ta cứ đọc xong xong sau đó là trong đầu chúng ta nó không lưu cái gì cả thì đến lúc đấy nó hơi khó nhá. Ví dụ công vụ hạ kỳ xưa rồi thì mặc định nên là dễ học dễ. Ý chắc luôn chê mi sơ hơ vì là sách này là dễ, vì sách này thú vị, còn sách này thú vị và học dễ đấy. Đây ạ. À. Các bạn xem là cái hướng dẫn, tờ hướng dẫn về cái các bạn xem tờ hướng dẫn của cái trung tâm đào tạo, về trung tâm đào tạo nhá, đào tạo cái tiếng Hàn này vào cuối tuần này, cho này, dành cho này, người lao động nước ngoài này, Wee Kukin là người lao động nước ngoài này, Kân Lô Cha là người lao động này, Eun Run Wee Han là dành cho này, Chuma là cuối tuần này, Hangu Kyuk là đào tạo tiếng Hàn này, Khoa Trưng là các khoa học này, tiếng Hàn trung cấp, sơ cấp, trung cấp, cao cấp này, khai giảng ngày mùng 2 tháng 9 này, bế giảng ngày 31 tháng 10 này. Về thời gian là Mechu mỗi tuần, Toyoin Ohu Tushinesi cứ mỗi tuần vào thứ bảy buổi chiều từ 2 giờ đến 4 giờ. Kyoshin là phòng học. Wee Kukin Center, trung tâm là trung tâm người là người nước ngoài. Phòng 503. Obet Samho. Suok Dio về cái chi phí là Mu Dio. Mu Dio là đây liên lạc, gọi số điện thoại này. Từ thứ hai đến thứ bảy buổi sáng từ 9 giờ buổi chiều đến buổi chiều 6 giờ. Đấy, tôi dịch nhanh cái tờ thông báo như là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ nhớ cái nội dung và chúng ta trả lời hai câu hỏi như này. Đầu tiên, Ơtơn quà chờ nghe thì hàn anemun nhỉ ca. Anemun đây là cái tờ giấy hướng dẫn.
Ane là hướng dẫn, mun là đoạn văn. Etehan là về, qua chân là khóa học, otön là nào. Đấy. Đây là tờ hướng dẫn về cái khóa học nào. Thứ nhất, số 1 là về khóa học buổi học nấu ăn này, thì học tiếng Hàn này, học Taekwondo hay học computer. Học cái nào ạ? Hangul đúng không? Chúng ta nhìn thấy Hangul. Hangul xuống. Thêm nữa chúng ta sẽ xem là cái nào đúng, cái nào sai. Thôn은 내지 않아도 됩니다. Cho dù không phải trả tiền cũng được. Cái này có đúng không? Đúng. Đúng, bởi vì suốt điều này, cái phí, học phí này, nó là mua điều là miễn phí. Đúng, cái này chọn O. Tu tan tùng an kiều yêu quân phạt xung đi đà. Tu tan tùng an, tu tan. Tu tan tùng an, trong suốt 2 tháng, kiều yêu quân phạt xung đi đà là sẽ học trong suốt 2 tháng. Kêu giúp là đào tạo, phạt là nhận, nhận đào tạo trong suốt 2 tháng, có đúng không? Có phải không các bạn? Ke gang là khai giảng và trông gang là bế giảng. Thì ke gang là mùng 2 tháng 9 và bế giảng là 31 tháng 10 thì chẳng là 2 tháng thì là gì? Đúng luôn ạ. Internet sư rô kháng nghị rân tức xin đi đà. Là gì ạ? Nghe giảng qua gì đấy ạ? Internet. Nghe giảng qua Internet, đúng rồi. Cái này có phải nghe giảng qua Internet không ạ? Đây là thời gian từ 2 giờ đến 4 giờ buổi chiều thứ bảy hàng tuần. Và địa điểm học, phòng học đó là trung tâm lao động nước, trung tâm người nước ngoài, phòng 503. Thì không phải là học qua Internet đâu ạ, học trực tiếp đấy ạ. Cái này là sai. Đấy chưa? 주말 오전에 수업이 있습니다. 주말 오전에 수업은 있습니다. Sai đúng không ạ? Sai. Sai. Đúng rồi ạ. Bởi vì học vào khi nào ạ? Buổi chiều. 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 Từ 2 giờ đến 4 giờ ohu đúng không ạ? Các bạn cứ nghĩ là có một số bạn là nghĩ là không để ý đến cái chữ ohu này là nó rất sai đấy. Ok, đấy là cái dạng mà chúng ta phải suy luận thì nó là như thế nhá. Và đây ạ, các ở bên Hàn Quốc ấy, một cái trung tâm hỗ trợ người nước ngoài, đây ạ. Chương trình đào tạo dành cho người nước ngoài. Thì có rất nhiều chương trình nhá. Thì bây giờ các bạn, cái này, cái giáo trình này nó từ năm 2014 rồi. Cho nên các bạn lưu ý là bây giờ cái phương pháp đăng ký thì chúng ta lưu ý nó không giống như ngày xưa. Cho nên chúng ta cứ sang bên đó và chúng ta tìm đến cái trung tâm lao động nước ngoài và chúng ta sẽ hỏi. Và ở bên đó thì khi mà hỏi hoặc là chúng ta tra địa điểm trên Google Maps thì nó sẽ ra và chúng ta sẽ đến tận nơi để chúng ta hỏi nhé. Và các lớp học ở đó thường là miễn phí. Ví dụ bạn Trang sang đấy học Taekwondo. Còn tiếng Hàn thì... Bắt buộc phải học à? À không, đây là học cho vui. Chúng ta cần thì chúng ta học ấy. Này. Không bắt buộc nha. Cái chung những trung tâm lao động nước ngoài là nó hỗ trợ cho người lao động. Là muốn học tiếng Hàn thì học tiếng Hàn. Tức là học toàn bộ là miễn phí thôi. Nhá. Học Taekwondo này, học tiếng Hàn này, rồi học sửa chữa này, học nấu ăn này. Bạn nó học vào thứ bảy hoặc là chủ nhật. Nhá. Cái năm đầu tiên ấy, cố gắng các bạn ấy, chủ nhật đi làm ít thôi. Công ty không bắt làm ấy thì không cần phải làm. Cho nên là nói chung là nếu mà chủ nhật được nghỉ thì các bạn nên là đi tham gia một vài cái chương trình. Đặc biệt là nếu các bạn nào mà không theo đạo Thiên Chúa
thì các bạn không cần phải nhất định là phải vào nhà thờ nhé. Bởi vì nó sẽ ràng buộc rất là nhiều. Nên các bạn lưu ý như là như vậy. Chúng ta có hẳn trung tâm lao động người nước ngoài ở bên đó. Cho nên là có vấn đề gì các bạn cứ lên đấy. Còn các bạn lên xong thì có số điện thoại của người ta rồi. Nhiều khi các bạn ra ngoài cần phiên dịch cái gì chúng ta cũng có thể gọi điện lên đó nhờ người ta được hết. Nhá. Đấy là trung tâm chính phủ trả lương cho để hỗ trợ người lao động nước ngoài mà. Nên các bạn lưu ý như thế nhá. Cố gắng ở vùng nào chúng ta sẽ tích cực đến những trung tâm đó để chúng ta được tham gia các chương trình miễn phí là một, và thứ hai nó giúp ích cho bản thân chúng ta và giao lưu được rất là nhiều người, cập nhật chương trình, cập nhật về luật pháp, cập nhật về chế độ tiền lương các thứ nhé. Nhiều khi chúng ta tham gia cái ở trung tâm đó để chúng ta bán hàng. Bạn Trang có nghĩ sang bên Hàn Quốc để bán hàng không? Nếu sang được ạ. Nếu sang được bán hàng, tôi nói thật là bán hàng bên đấy nó sướng không như Việt Nam đâu. Bán on hay là bán? Bán on chứ ai bán off. bán off thì chúng nó thu thuế hết. Bán on thôi. Ừ. Ở bên đấy toàn bộ là người ta chả biết mình là ai đấy, nhưng mà chuyển tiền trước thôi. Bán thì cháu. Tôi có ngày tôi mới sang bên đấy mà cái năm thứ hai tôi bán. Có những ngày tôi nói thật các bạn bán được khoảng độ 7 triệu tiền hàng. Một ngày. Thế đi giao gì ạ? À? Đi giao à? Mình đi làm suốt cả ngày, thời gian đâu đi giao. Em ơi, bây giờ nhá. À. Thay nhỏ bán shipper hết. Không không, tôi không bán hàng, tôi bán những cái dịch vụ trực tuyến ví dụ như là thẻ game miết ấy. Tức là bán mã thẻ thôi. Copy paste là ăn tiền. Hay lắm. Bán có những lúc rồi bán gần 200 triệu thẻ game. Nó chuyển tiền trước luôn. 6 triệu 800 nghìn won chuyển bèo ngay. Báo từng tài khoản ngân hàng cộng 6 triệu 800 nghìn won. Wow. Trong khi đó đi làm được 2 triệu rưỡi một tháng. Ngày đấy bây giờ 2 triệu rưỡi là đơn giản, nhưng ngày tôi ở bên Hàn Quốc 2 triệu rưỡi là vất vả đấy. Bởi vì lương cơ bản ngày đấy nó chỉ là có hơn 1 triệu thôi. Cơ bản bây giờ bao nhiêu rồi? Lương cơ bản năm nay là 1.935.000 phải. Nó đổi ra tiền Việt nó gần 40 triệu đấy em ạ. Tháng 7 này có đợt thi thì thi nhanh. Học cật lực đi để mà có cái mà thi. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ làm luôn phần event topic nha các bạn nhé. Trang với Hiếu nhé. Vâng. Ờ, 78 thì ở check 78 này là người ta này. Xin mô đơn tích tức cô nghe nghe câu hỏi và chọn câu trả lời đúng. Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời đúng thì cái này chúng ta phải nhanh. Ví dụ như bây giờ thầy giáo bật như này rồi, các em cố gắng lướt nhanh để xem là bốn cái câu này nó có nghĩa là gì nhé. Thật xanh, thật là nhanh mà. 24과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 투안 씨는 한국어 공부를 어떻게 해요? 1번 투안 씨는 한국어 공부를 어떻게 해요? 2번 모니카 씨, 저녁에 같이 학원에 다닐래요? 모니카 씨, 저녁에 같이 학원에 다닐래요?
3번. 개강이 언제예요? 3번. 개강이 언제예요? 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 여보세요? 한국어 교육센터입니다. 저 한국어 능력 시험 준비 과정이 있어요? 네. 초급반하고 중급반이 있어요. 초급반 수업은 몇 시에 해요? 토요일 오전 10시부터 오후 1시까지예요. 네, 대답하십시오. 여보세요? 한국어 교육센터입니다. 저 한국어 능력 시험 준비 과정이 있어요? 네. 초급반하고 중급반이 있어요. 초급반 수업은 몇 시에 해요? 토요일 오전 10시부터 오후 1시까지예요. chúng ta làm luôn phần đọc hiểu nhé. Các bạn nghe có hiểu không? Mọi người làm xong chưa?
Mọi người làm xong chưa? Ok. Phần nghe hiểu chúng ta như nào nhỉ? Câu 1. Câu 2. 1에서 3번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번. 투안 씨는 한국어 공부를 어떻게 해요? 아, câu 1 đó là câu hỏi đó là bạn học tiếng Hàn như thế nào đúng không ạ? Thì ý số 2 đó là tôi nghe giảng internet đúng không ạ? Cái này câu 2 đúng không ạ? Tiếp theo câu số 2 này. 2번. 모니카 씨, 저녁에 같이 학원에 다닐래요? 3번. 대강이 네, 같이 학원에 다닐래요? 그거 하나 chọn 2번이야. 2번. đúng rồi. Và buổi tối thì việc cái việc đi học ở trung tâm ấy, việc đến trung tâm có. Câu số 3. 3번. 개강이 언제예요? Câu hỏi đó là khai giảng khi nào? Đó là khai giảng khi nào? Thì đây khai giảng khi nào? Y mấy ạ? Ba. Đúng rồi. Y số 3. Khai giảng vào thứ hai tuần sau là thứ hai tuần sau. Câu 4, câu 5. 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. Câu 4, câu 5 các bạn chọn như mấy ạ? 2. Trang 2 này, câu 5 chọn như mấy? 1. Trang chọn 2, 1. Hiếu chọn như mấy ạ? Em nghe, em lại không nghe giờ. Thế câu trên chọn như mấy? Câu trên em chọn 2. 2. Câu dưới. Câu dưới. Dưới câu dưới em lại nghe được. Không nghe được thì thôi. Mất điểm. Mất điểm. Bây giờ thầy giáo sẽ dịch từng câu một nhé. 여보세요. Alo. 한국어 교육센터입니다. Đây là gì ạ? Đây là trung tâm đào tạo tiếng Hàn. Không, đây là người này giới thiệu. Chúng tôi là người là nơi đào tạo tiếng Hàn. 저 한국어 능력 시험 준비 과정이 있어요? Ở đây có cái khóa học nào cho cái kỳ thi chuẩn bị cho cái kỳ thi năng lực tiếng Hàn hay không? 네. 초급반하고 중급반이 있어요. Ở đây chúng tôi có khóa sơ cấp và khóa trung cấp. 초급반 수업은 몇 시에 해요? Khóa học sơ cấp thì bắt đầu vào thời gian nào? 토요일 오전 10시부터 오후 1시까지예요. Vào thứ bảy buổi sáng từ 10 giờ đến buổi chiều 1 giờ. Thì câu hỏi người ta, người con trai tại sao gọi điện đến cái chỗ này? Thì tại sao ạ? Học tiếng Hàn. Muốn học tiếng Hàn. Vì muốn học tiếng Hàn. À, tôi là vì. Vì muốn học tiếng Hàn. Nhá. Câu thứ hai là 한국어 초급반 수업 언제 있습니까? Cái lớp học trung cấp, lớp học sơ cấp ấy, thì có vào lúc nào? Thì là buổi sáng từ 10 giờ đến 1 giờ chiều. Nó chính là 13 giờ. Chứ không phải 12 giờ chẳng nhé. Ê, ô hù. Ờ, tức là ô chân yến si bù thơ ô hù han si ca chi ê ô. Ô hù han si là 13 giờ. Han si, ê. Ok. Tiếp theo chúng ta sang phần đọc hiểu.
Đây, chúng ta chọn cái gì vào đây ạ? Bốn. Trung Khang. Ồ, Trung Khang, đúng rồi, Trung Khang. Bởi vì đây là thứ này không? Kết thúc vào ngày 30 tháng 8 thì là Trung Khang ấn đề đấy không? Trung Khang vào thời gian nào đúng không? Khi nào thì Trung Khang. Tiếp theo số 2. Khoa mốc. Khoa mốc lịch sử. Khoa mốc đó là môn học. Và môn học đây là dốc xa, đó là lịch sử các bạn ạ. Môn lịch sử. Trên chỗ ai là tôi thích nhất. Tôi thích nhất môn lịch sử. Thì đây là môn học nào mà bạn thích nhất? Đây là khoa mốc. Cơ quan các bạn biết là gì không? Cơ quan. Cơ quan. Chẳng nhẽ là cơ quan nào bạn thích nhất này? Mà cơ quan lịch sử à? Kêu xin phòng học, khắc quân là trung tâm. Học câu số 3. Chọn như mấy ạ? Đi 2, đúng rồi, 24. Đây ạ. Cho nên bên Achimbuzo, cho nước Kati, Huê Sa, Ế Sơ, Y Tham Vì Tà. Là tôi mỗi ngày từ buổi sáng đến buổi tối thuê sai sơ ở công ty In Hamida làm việc, tức là tôi làm việc ở công ty từ sáng đến tối vào mỗi ngày. Iden Kinnamian, nếu mà kết thúc công việc ấy, Hangugo Peuro Hakone Kamida, sau khi kết thúc công việc thì tôi đến trung tâm để học tiếng Hàn. Iden Hamenzer, vừa học vừa làm việc. Hakone Taninen Kersen, vừa làm việc vừa đi học ấy. Tim Tân Chí Man, tuy là vất vả. Yên Hàn Tê Tô Mi Mã Ni Tâm Mì Đà, khi làm việc tuy là vất vả nhưng mà nó giúp đỡ nhiều cho công việc. Khi mà làm việc ấy thì nó có sự giúp đỡ nhiều. Tôi nói thật, khi mà học giỏi tiếng ấy thì các bạn kể cả vấn đề xin việc, thỏa thuận lương nó vô cùng đơn giản. Thay cho cái việc các bạn cứ cắm đầu vào một cái công ty mà lương nó thấp nhá, phải học tiếng giỏi đi. Đây câu 4 đến câu 5 ạ. Chúng ta đọc một đoạn văn này và chúng ta trả lời cho hai câu hỏi bên dưới. Y anemune neyong qua tadun geosun kurushipcho, là kurushipcho đây là hãy chọn cái khác nhá. Tadun geot là cái khác. Khác gì ạ? Khác với cái nội dung của đoạn hướng dẫn trên, của nội dung của đoạn hướng dẫn này. I anemun là cái đoạn hướng dẫn này, cái đoạn mà hướng dẫn này. Chọn cái khác nhé, không phải cái đúng đâu nhé. Suopio aneto tuyển bị là, bởi vì đây là mulio cho nên là không mất tiền. Cái này là đúng, ý đúng, đúng với nội dung của đoạn văn, được chưa? Số 2 này, Samuele xin chân han chui xin là xin chân. Đây, xin chân là đến ngày 15 tháng 2 thôi ạ. Cho nên sam chân samode xin chân han chui đi xin là sai. Và chúng ta chọn luôn cái này là đúng luôn. Chính cái sai với nội dung đoạn văn là chúng ta là đúng mà, đúng không ạ? Cái câu này các bạn có chọn ý 2 không ạ? Có. Ừ. Đây câu tôi dịch luôn câu số 3. Sen thơ e ca sơ xin chân hay ra hâm đi là. Đây là sen thơ trích chớp bang môn. Bang môn là thăm hỏi đúng không? Trích chớp là trực tiếp. Sen thơ là trung tâm. Cái này phải đến trực tiếp trung tâm. Cái này là đúng. Cho nên là không chọn. Không chọn đâu ạ. Sa ke won tùng an han gu cơ rơn phê hông đi là. Học trong suốt 4 tháng. Đây là sa ke won hòa dòng này. Đấy. Cái này cũng là đúng. Cho nên là chúng ta chọn ý số 3. Sai nhưng mà chúng ta chọn là đúng ạ. 한국어 중급 수업은 언제 있습니까? 한국어 중급 언제 있습니까? 언제 ạ? 중급 한 có gì? Chủ nhật 13 giờ đến 15 giờ. Nhá. Đến 15 giờ. Chủ nhật từ 13 đến 15 giờ. Chủ nhật từ 13 đến 15 giờ đây. 13 giờ đến 15 giờ. Có phải từ 1 giờ đến 3 giờ chiều đúng không? Có. Đấy. Lừa nhau từng tí một. Nhá. Lừa nhau từng tí một luôn đấy. Không phải đơn giản đâu. Thì trong bài này các bạn được bao nhiêu điểm ạ? 9 điểm. 9. Ok.
Bây giờ từ bây giờ trở đi lấy 10 hơi vất. Chúng ta cứ nghĩ là 10 nhưng mà thực tế là có một số câu là nó làm cho chúng ta không thể được 10 được. Yeah. Ok, buổi học hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhá. Yeah. Ok, xin chào. Chào giai không? Nhé, nhau.